Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin đầu tư và kinh doanh ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Nếu năm 2025 khởi công dự án Gia Nghĩa Trơn Thành thì hết năm 2026 sẽ hoàn thành. Dự kiến tiến độ là hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện được. Hơn nữa, dự án này theo hình thức hợp tác công tư PPP, vốn nhà nước 50%, tính khả thi cao trong thu hút nhà đầu tư. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã phân tích kỹ tại phiên thảo luận của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây Gia Nghĩa Trơn Thành nối Đắk Nông và Bình Phước diễn ra mới đây. Đa số ý kiến đều đồng tình cao với chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, một số đại biểu băn khoăn về doanh thu của dự án này khi báo cáo của chính phủ đề cập đến năm 2030, đoạn tuyến cao nhất từ IC1 đến IC3 mới có 7.600 xe đi qua trong năm. Tính ra là như vậy là cả ngày chúng ta chỉ chưa đến 20 xe. Như vậy là nếu tính bình quân cho 24 tiếng thì như vậy là mỗi một tiếng trên đường cao tốc không có đến một xe ô tô đi qua. Trường thứ hai là tính đến cái thời kỳ cuối của thời kỳ thu hồi vốn là năm 2045 thì cao nhất là có 23.000 xe. Tức là mỗi một ngày và đêm thì cũng không quá 60 xe ô tô đi qua đây. Thế thì tôi cho rằng là đây là những cái số liệu mà chúng ta cũng cần hết sức là cân nhắc đánh giá. Tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, bởi vì ta là do phân quyền ở đây thì phải có kiểm soát cái quyền lực đó. Tăng cường lên, tránh cái câu chuyện là nếu chúng ta vì cái chỉ định thầu này nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy. Đấy, rút kinh nghiệm vừa rồi chúng ta thấy là vì chỉ định thầu, vì cũng có những cái cơ chế cho nên là dẫn đến là nó tiêu cực. Nhà nước là trong cái quá trình làm cái chính sách của nhà nước đối với PPP, tôi nghĩ là phải ổn định, phải rõ ràng, phải ổn định lâu dài để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Là không thì nhà nước lại cuối cùng là chúng ta lại phải mua lại các cái dự án đó. Giải trình ý kiến đại biểu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây là dự án tương đối hoàn chỉnh, được quy hoạch 6 làn xe, sẽ thi công xây dựng 4 làn xe hoàn chỉnh, phần vốn nhà nước hỗ trợ tham gia 50%. Sau khi mãn tải, sẽ tiếp tục mở rộng thêm 2 làn xe trên đoạn tuyến này. Qua tính toán cho thấy, đây sẽ là dự án có thời gian hoàn vốn tương đối tốt, hấp dẫn nhà đầu tư. Cái khó cho chúng ta khi mà cái nguồn vốn huy động từ các ngân hàng để đầu tư cho các cái dự án BOT ấy, thì chúng ta chủ yếu là huy động ngắn hạn. Và trung dài hạn thì chủ yếu là tối đa là 5 năm. Cho nên đấy là cái khó của các cái dự án BOT. Thế thì từ xưa nay thì các ngân hàng phổ biến là cho vay ở cái mức khoảng 14-15 năm. Thì với một cái dự án mà thời gian hoàn vốn khoảng 18-20 năm thì như vậy nhà đầu tư sẽ ưu tiên cho cái việc là doanh thu để trả nợ ngân hàng thì là rất là phù hợp. Về tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời điểm triển khai của dự án đang có thuận lợi khi đã có kinh nghiệm triển khai hệ thống đường bộ, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc. Và cho biết nếu năm 2025 khởi công dự án thì hết năm 2026 sẽ hoàn thành. Dự kiến tiến độ là hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện được. Thưa quý vị, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, song tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang trong 6 tháng năm 2024 đạt 14,14%, dẫn đầu cả nước. Tính đến tháng 6, tỉnh Bắc Giang có 706 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Vốn đăng ký đạt 5.931 tỷ đồng. Các doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào mức tăng trưởng và quy mô kinh tế của tỉnh, chiếm tỷ trọng 33% trong GDP. Ngoài ra, các ngành sản xuất trên địa bàn đều có mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, ngành công nghiệp xây dựng tăng trưởng 18,11%, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 26,64% so với cùng kỳ. Để duy trì tốc độ tăng trưởng, Bắc Giang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm là hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định. Sáng ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Cục Năng lượng Đan Mạch tổ chức lễ công bố báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam đường đến phát thải ròng bằng không. Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam đường đến phát thải ròng bằng không là ấn phẩm thứ tư trong chuỗi các báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam được xây dựng trong khuôn khổ chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch. Đây là chương trình hợp tác đối tác lâu dài giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh. Báo cáo đã trình bày các kịch bản phát triển của hệ thống năng lượng Việt Nam đến năm 2050, tập trung vào việc phân tích các lộ trình thực tế để Việt Nam đạt được cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
So với các ấn phẩm trước đây, báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam đường đến phát thải ròng bằng không, xem xét và phân tích các kịch bản triển vọng năng lượng với các giả định đầu vào khác nhau nhằm nghiên cứu các khả năng đảm bảo nhu cầu năng lượng để phát triển kinh tế xã hội trong các tình huống khác nhau cho Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống năng lượng xanh và bền vững, đạt được các cam kết của Việt Nam đối với quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Từ năm 2013, chính phủ Đan Mạch và Việt Nam đã ký hiệp định hợp tác dài hạn trong lĩnh vực năng lượng. Các dự án, chương trình hợp tác với Đan Mạch trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của Việt Nam về đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững. Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 được tổ chức tại Glasgow, Vương quốc Anh vào tháng 11 năm 2021, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cam kết này thể hiện quyết tâm của chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu chuyển dịch từ nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sang các nguồn năng lượng xanh, sạch, giảm phát thải khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh việc phát triển năng lượng tái tạo, một trong những khuyến nghị trọng tâm được đưa ra là giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành giao thông vận tải, bao gồm nhanh chóng điện hóa các phương tiện vận tải hạng nhẹ và sử dụng nhiên liệu tái tạo trong các phân khúc vận tải hạng nặng để giảm thiểu tác động đến biến đổi khí hậu và môi trường một cách hiệu quả về chi phí. Quy hoạch cơ sở hạ tầng cần thiết cho điện hóa ngành giao thông vận tải, đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng để thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng và đường sắt điện hóa. Chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 63 tỉnh thành trên cả nước về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản trong ngày 18 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, nghiên cứu kỹ lưỡng để có tiêu chí hết sức cụ thể theo doanh thu đối với cá nhân kinh doanh bất động sản, bổ sung quy định về cá nhân kinh doanh các bất động sản hình thành trong tương lai. Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung góp ý về công trình xây dựng, sàn xây dựng sử dụng kinh doanh lĩnh vực khác có kết hợp với cung cấp dịch vụ lưu trú, du lịch, khách sạn. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo phải làm rõ một số khái niệm mới về công trình hỗn hợp tòa nhà văn phòng kết hợp lưu trú, office-tel, căn hộ kết hợp lưu trú, condotel là tòa nhà văn phòng kết hợp cung cấp dịch vụ khách sạn, căn hộ kết hợp cung cấp dịch vụ khách sạn. Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát các thủ tục chuyển nhượng bất động sản hiện có dựa trên nền tảng số. Nghị định cần đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động sàn bất động sản, cung cấp dịch vụ về bất động sản theo hướng số hóa, lồng ghép các thủ tục, không phát sinh thủ tục mới, làm rõ trách nhiệm pháp lý, nội dung hoạt động, cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn an ninh mạng, thông tin doanh nghiệp cá nhân, khả năng kết nối với các sàn bất động sản khác. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc với các bộ ngành, chuyên gia để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo nghị định theo đúng thời hạn đặt ra. Thưa quý vị, giá vé máy bay tăng cũng có nghĩa giá tour du lịch cũng tăng theo. Du lịch là chuỗi liên kết của nhiều đơn vị từ công ty lữ hành, các hãng hàng không, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan. Vì thế, gắn kết chặt chẽ giữa hàng không và du lịch để cùng chia sẻ, cùng giảm chi phí được xem là điều kiện để có sự phát triển bền vững cho cả hai lĩnh vực này. Hồng Leong Foundation Crimson Wetlands, ngôi nhà của các chú hồng hạc Mỹ. Đây là điểm nhấn của vườn chim lớn nhất châu Á được khai trương vào tháng 5 năm ngoái tại khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai tại Singapore và cũng là một trong những điểm thu hút khách khi đến đảo quốc này. Tổng cục Du lịch Singapore đã khởi động chiến dịch toàn cầu Made in Singapore với các sản phẩm độc đáo, nhưng trên hết là liên kết chặt chẽ với tất cả các hãng hàng không, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi hợp tác với các đối tác như Vietnam Airlines, Singapore Airlines, các đối tác thương mại như Viettravel, Biến Thành Tourist và các đối tác OTA như Ivivu, kết nối Singapore để nâng cao hiệu quả cho du lịch, đòi hỏi có sự hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau, bao gồm các hãng hàng không, sân bay và các cơ quan chính phủ. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hợp tác với các đối tác trong quá trình này. Dung lượng vận tải hàng không thị trường Việt Nam-Singapore đạt 2,5 triệu lượt khách năm 2023. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 21 chuyến bay mỗi tuần giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore, với mục tiêu tăng hơn 50% lượng hành khách vận chuyển trên mỗi chuyến bay 2 chiều để phục vụ du lịch.
Ngành hàng không với ngành du lịch thì gắn bó là hết sức chặt chẽ với nhau, vì chắc chắn là hàng không cần rất nhiều khách du lịch ở trên các chuyến bay của mình, đặc biệt là khi mà Việt Nam chúng ta thì đang trở thành một cái điểm đến về du lịch, và do vậy thì cái sự kết nối này của ngành hàng không Việt Nam cũng như ngành du lịch Việt Nam là hết sức cần thiết để mà phát động giới thiệu quảng bá điểm đến Việt Nam, thu hút thêm nhiều khách. Thống kê của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, 5 tháng đầu năm, trung bình giá vé máy bay tăng khoảng 20%, kéo theo giá tour du lịch cũng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Vì thế, để kéo giảm chi phí, Cục Hàng không Việt Nam đang có những tính toán, giải pháp tăng gắn kết giữa các hãng bay, các đơn vị lữ hành và các địa phương. Chúng ta phải đưa ra nhiều cái sản phẩm du lịch, nhưng đồng thời thì các hãng không phải phối kết hợp nhau, cùng nhảy dây. Khi mà có nhiều chuyến bay thì chúng ta cũng phải tìm cách là có cái giá vé hợp lý hơn, thấp hơn. Và tôi tin tưởng rằng là khi có nhiều sản phẩm du lịch thì chắc chắn là ngay cả chi phí cho du lịch nó cũng phù hợp hơn. Nhiều ý kiến cho rằng để giảm chi phí như giá vé máy bay hay là giá tour du lịch không hẳn chỉ trông chờ ở các chính sách giảm thuế, phí, mà cần phải có sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa hàng không và du lịch một cách bài bản, đặc biệt là xây dựng kế hoạch tổng thể, cấp quốc gia về mối quan hệ tương hỗ hàng không, du lịch và các địa phương để có tác động dài lâu, bền vững. Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Sở Du lịch, Sở Công Thương thành phố, Ban Quản lý các chợ tiến hành kiểm tra việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, phục vụ khách du lịch tại các chợ truyền thống, tuyến phố trung tâm. Tại các chợ du lịch như chợ Hàn, chợ Cồn, lực lượng chức năng phối hợp với Ban Quản lý các chợ tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh thương mại, hàng hóa, dịch vụ, niêm yết giá hàng hóa theo quy định và bán theo giá niêm yết. Các hộ kinh doanh, tiểu thương ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại, không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung ứng, đảm bảo quyền lợi tiêu dùng của người dân, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến. Thưa quý vị, theo Nghị định 65 được Chính phủ ban hành mới đây, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024, chậm nhất là ngày 20 tháng 11, doanh nghiệp phải nộp số thuế này. Số thuế được gia hạn gồm khoản phải nộp thêm do khai bổ sung trong trường hợp người nộp kê khai làm phát sinh trong kỳ tính thuế. Trường hợp người nộp thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, họ chưa phải nộp thuế phát sinh. Đây là lần thứ 5 trong vòng 4 năm chính sách gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng. Lần gần nhất là vào nửa cuối năm 2023, chính sách này được áp dụng với số thuế giãn nộp gần 8.100 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế cho rằng, chính sách này sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, giúp thị trường phục hồi. Ngày 18 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên của Cần Thơ sang thị trường Úc và Hoa Kỳ. Sự kiện xuất khẩu lô xoài là kết quả của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong đàm phán để trái xoài tượng da xanh được xuất khẩu sang thị trường Úc và Hoa Kỳ. Lô xoài sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không và công ty Vina TNT là đơn vị xuất khẩu. Trong đó xuất khẩu sang Úc 1 tấn và sang Hoa Kỳ 1 tấn. Việc xuất khẩu lô xoài sang thị trường Úc và Hoa Kỳ là kết quả của hợp tác xã, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và của cả nông dân sản xuất cây ăn quả của thành phố Cần Thơ. Bước đầu mở ra một hướng đi mới cho ngành xoài, đồng thời là định hướng liên kết cho các vùng trồng cây ăn quả khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin đầu tư và kinh doanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.